Cuốn sách Đường đến Thành Công gồm 4 phần, trong đó phần 1 là trọng tâm, chứa đựng 15 biển báo, tượng trưng cho 15 chỉ dẫn, giúp bạn đọc không bị lạc đường trên hành trình khám phá cuộc sống và mưu cầu sự thành công của mình. Phần 2, 3 và 4 đem lại cho độc giả nhiều thông tin bổ ích khi bàn luận chuyên sâu về việc lãnh đạo, sự thành công trong lãnh đạo, cũng như khả năng nhìn xa trông rộng về những điều sẽ xảy đến trong đời mình. Những điều vĩ đại đạt được dễ dàng, nhưng chính những năm, những giờ, những thời khắc chuẩn bị mới là điều quan trọng. Thomas Edison phải dành cả đời mình để khám phá ra loại dây tóc tốt nhất và thất bại cả ngàn lần trước đó. Vậy nên, muốn chinh phục được đỉnh thành công, bạn phải chấp nhận đi trên một hành trình dài và không phải bạn cứ ra sức tiến về phía trước là sẽ đạt được nó ở nơi cuối con đường. Điều bạn cần phải làm là chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết, đó là một phương hướng đã được hoạch định một cách rõ ràng. Thưa quý vị, đã bao giờ quý vị nghĩ rằng tại sao thành công luôn mỉm cười với mọi người, còn chúng ta thì không? Và mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi những thất bại. Đó có thể là những suy nghĩ khi bạn cảm thấy chán nản, nhưng hãy khoan thất vọng, vì thành công không phải là thứ gì đó quá xa xỉ nếu như chúng ta biết thay đổi bản thân và thích nghi với chúng. Và để tìm hiểu kỹ hơn về cuốn sách Đường đến Thành Công của tác giả Napoleon Hill, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Aptech. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Chào MC Hải Linh, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trong cuốn sách này, tác giả cho rằng người thành công phải là người biết lập kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Và hơn lúc nào hết, họ phải biết biến kế hoạch và mục tiêu đó thành hiện thực trên nền tảng là một sự cố gắng khát khao không ngừng. Anh nghĩ thế nào về quan điểm này của tác giả? Tác giả đã nhấn mạnh một cái ý là khi xác lập mục tiêu cụ thể thì chúng ta phải chú ý là cái mục tiêu đấy là phúc sự cho nhân loại, phúc sự cho cộng đồng. Thì từ đó là cái mục tiêu mới là chân chính và chúng ta mới dễ dàng đạt được nó. Thế cái vấn đề thứ hai nữa là cái khát khao vươn lên. Thì nếu như chúng ta có một mục tiêu rõ ràng nhưng chúng ta không có một cái khát khao để đạt được nó thì cái mục tiêu đó chỉ là hình thức. Bởi vì trong suốt cả hành trình chúng ta chinh phục mục tiêu, không bao giờ cái hành trình đấy nó là bằng phẳng, mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những cái trở ngại. Thì chỉ có khát khao mãnh liệt vượt qua những khó khăn đó để đạt mục tiêu thì cái mục tiêu đó mới trở thành cái đích cuối cùng mà chúng ta vươn tới. Còn nếu không thì sẽ dẫn tới cái tình trạng là đẽo cày giữa đường. Rõ ràng là không ai có thể thành công mãi mãi được. Khi chúng ta gặt hái được thành công nhất định mà chúng ta lại ngủ quên trên chiến thắng thì rất có thể chúng ta sẽ gặp thất bại trong tương lai. Nhiều người cho rằng những người trí tuệ phải là những người có tầm hiểu biết rộng, nhưng với tác giả thì đó chỉ là yếu tố cần thôi. Còn yếu tố đủ để thể hiện một người trí tuệ phải gồm cả sự sáng tạo nữa. Có thể nói đúng, hiện nay là mọi lĩnh vực chúng ta cần phải có sự sáng tạo, vì là để không ngừng chúng ta đem lại những cái giá trị mới mẻ cho khách hàng, cho cộng đồng của chúng ta. Thế thì là một cái môi trường về đào tạo, đặc biệt là hiện nay chúng ta thấy là toàn nhân loại của chúng ta đang phải trải qua một cái thời kỳ là dịch, đại dịch rất là khủng khiếp. Và để mà chúng ta duy trì được những cái cuộc sống hàng ngày, tiếp tục tạo ra những giá trị thì càng ngày chúng ta phải càng có những cái sự sáng tạo để mà có thể vượt qua đại dịch và vẫn cung cấp được giá trị cho mọi người. Thì trong ngành giáo dục thì tôi thấy là cái việc sáng tạo là cái mà chúng tôi đang phải triển khai hàng ngày. Từ những cái buổi họp hàng ngày thì các bạn cứ tưởng tượng là trong những cái buổi họp thì có rất là nhiều người tham gia. Thế thì để là làm thế nào chúng ta huy động được cái trí tuệ của cả tập thể cùng theo một cái hướng để mà ra được những cái giải pháp hiệu quả, thì cái này là đòi hỏi cả những cái phương pháp. Hiện nay là như tại Aptech chúng tôi tận dụng được những cái phương pháp như là brainstorming. Đấy là một phương pháp mà giúp huy động trí tuệ tập thể. Cũng như bao bạn trẻ cùng trang lứa, Vũ Thế Hưng tốt nghiệp đại học, đi làm với vị trí nhân viên kinh doanh. Vậy mà chỉ sau vài năm ra trường, vượt xa bạn bè, Hưng đã được cất nhắc ở vị trí giám đốc kinh doanh của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga. Đặt ra mục tiêu và xây dựng khát khao chinh phục đỉnh cao trong công việc, Hưng đã đạt được đích mình hướng tới. Có mục tiêu, phải có khát vọng thì mới có mục đích đến để mình có thể cố gắng. Phải biết có mục tiêu của mình là gì thì mới có thể đạt được cái kế hoạch cũng như là những cái dấu mốc để mình đạt đến và đạt đến những kế hoạch của mình như nào. Xây dựng mục tiêu sẽ khiến bạn không lầm đường. Tuy nhiên, mục tiêu hay khát khao vượt trội
thì cái kết đó là thành công sẽ mang lại giá trị gì cho cộng đồng. Khi ở một vị trí một doanh nhân thành đạt như ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Việt Nga, thì lợi ích cho cộng đồng đó là mục tiêu ông hướng tới khi lựa chọn lĩnh vực đầu tư là điều trị các bệnh về mắt và lựa chọn đối tác hợp tác là những công nghệ tiên tiến của nước Nga, nơi ông học tập và công tác nhiều năm, mang về cho Việt Nam được thụ hưởng. Cái thành công ấy nó phải gắn liền với đạo đức xã hội. Nó phải đem cái thành công ấy, nó phải phụng sự cho xã hội, đóng góp được cho cộng đồng, đem lại một cái lợi cho tương lai, cho loài người, cho xã hội, thì đấy mới được ghi nhận, đấy là cái sự thành công. Và trong thực tế chúng ta thấy rằng có rất nhiều người rất giỏi, họ cũng rất hiểu những câu dạy của Phật Pháp, đó là giới định tuệ. Họ rất giỏi, rất có trí tuệ, rất có bản lĩnh. Thế nhưng mà cái công việc của họ làm nó thiếu tính nhân văn, thiếu cái đạo đức xã hội, cho nên là cái sự nghiệp của họ không được tồn tại lâu bền và họ đã thất bại. Người chiến thắng là người có mục tiêu xác định trong đời. Mục tiêu càng rõ ràng bao nhiêu thì thành công càng đến nhanh bấy nhiêu. Khát khao chính là ánh lửa bùng cháy lên trong nỗ lực sôi sục của con người, tạo nên động lực để trở thành hành động. Hãy khiến khát khao ấy trở nên thật trọn vẹn và thời khắc xuất hiện ngày mới tươi đẹp này đã được định sẵn kể từ khi bạn thấu hiểu được sức mạnh của khát khao. Nhiều người vẫn đặt câu hỏi là tại sao thành công lại không mỉm cười với mình mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi. Và bản thân mình là ai? Còn với tác giả thì tác giả lại suy nghĩ khác. Đừng hỏi nữa mà hãy hành động, vì hành động sẽ trả lời cho câu hỏi bạn là ai và bạn đã thực sự cố gắng hay chưa. Anh nghĩ thế nào về nhận định này của tác giả? Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có một câu rất là hay là này, là từ suy nghĩ sẽ dẫn tới lời nói, từ lời nói sẽ dẫn tới hành động, từ hành động thì thói quen, và thói quen sẽ tạo thành tính cách, và cuối cùng tính cách sẽ tạo thành số phận. Thế thì là chúng ta để mà biết được là cái tương lai, cái số phận của chúng ta như nào, cái tính cách của chúng ta như nào thì sẽ xuất phát từ chính hành động của mình. Và đặc biệt trong cái quyển sách của Napoleon Hill thì ông có nhấn mạnh vào cái ý là về một cái mô hình tổ chức của ong. Tại sao là ong có thể xây dựng được những cái công trình mà hiện nay những cái nhà kiến trúc sư giỏi nhất cũng phải nghiên cứu để học hỏi ong? Thì đấy là những hành động của từng con ong trong tổ đều hướng tới cái mục đích chung, đấy là phục vụ cho cộng đồng của nó. Và tác giả Napoleon Hill có nhấn mạnh là hành động của chúng ta hiện nay cần phải là định vị rất rõ là hành động đấy là sự cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho cộng đồng, chứ không phải hành động để tạo ra những cái giá trị riêng cho chính chúng ta. Thưa quý vị, không có thất bại nào là vĩnh cửu cả. Mọi thất bại đều cho chúng ta những bài học giá trị để có thể làm nền tảng xây dựng thành công sau này. Và nếu như chúng ta có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã thì điều đó cũng chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể vươn tới đỉnh cao trong công việc mà chúng ta lựa chọn. Ngoài 30 tuổi, đã ở vị trí trưởng phòng biên tập, nhà xuất bản trẻ, con đường giữ được vị trí quan trọng này trải qua không ít chông gai, khó khăn, thất bại, dường như luôn đồng hành với Đăng trên con đường tiến thân của mình. Không nên quá nặng nề về cái chuyện là chúng ta phải vượt qua thất bại như thế nào, mà chúng ta hãy coi nó như là một phần của cuộc sống và chúng ta cứ sống với nó đi, chúng ta cứ gặp nó đi, và chúng ta cũng không cần thiết phải vượt qua nó, chúng ta cứ để nó đó và chúng ta sống cùng với nó và vui vẻ với nó, vui vẻ với những cái thất bại của mình. Và chúng ta tiếp tục nỗ lực, chúng ta tiếp tục khắc phục những cái hạn chế của cá nhân để có được những cái mà chúng ta có thể gọi là thành công, thì khi đó thất bại nó tự nhiên nó cũng sẽ lùi xa. Nếu bạn liên tục thất bại rồi lại thất bại thì sao? Mỗi thất bại chính là một may mắn luyện tâm trí bạn và chuẩn bị sẵn sàng cho bạn đến thử thách tiếp theo. Nếu bạn chưa từng thất bại bao giờ, đồng nghĩa bạn đã bỏ lỡ một trong những phương pháp giáo dục chân chính và tuyệt diệu của tạo hóa. Ở vai trò là trưởng phòng đào tạo hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, thì bạn trẻ này cho rằng thất bại là khó tránh. Vấn đề là làm thế nào để vượt qua nó một cách bình thản.
rõ ràng là lúc ấy cái cách mà vượt qua đơn giản nhất là mình phải nhìn thẳng vào vấn đề, xem là cái sai lầm xuất phát từ đâu, để từ đó mà mình rút được cái kinh nghiệm và mình có những cái hướng xử lý, và để tránh, quan trọng nhất là để mình tránh mắc lại những cái sai lầm đó trong những cái thời điểm tiếp theo. Sau những cái cú vấp ngã để tìm ra được một bài học mới cho mình để mình có thể vượt qua tốt hơn, và sau này gặp lại những cái thử thách đấy thì mình sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Thất bại dạy ta cách kiên trì. Nếu bạn có thể vững chân trước những thất bại liên tục thay bằng gục ngã trước chúng, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy bạn sẽ vươn lên đỉnh cao trong công việc bạn chọn. Thường thì khi gặp thất bại thì người ta có thói quen là đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc là cho người khác mà không dám tự nhìn nhận vào những sai lầm của bản thân. Và họ cho rằng đấy là cách dễ dàng nhất để vượt qua thất bại. Anh nghĩ thế nào về nhận định này? Và theo anh, việc mà chúng ta nhìn nhận vào những sai lầm của bản thân có ý nghĩa thế nào trong việc là chúng ta có thể sửa chữa và gặt hái những thành công trong tương lai? Có thể nói là thế này, là đổ lỗi cho một vấn đề, đấy là cách dễ dàng nhất để tiếp tục nhận được thất bại. Bởi vì rằng ấy, là trên cái con đường chúng ta chinh phục cái mục tiêu thì không bao giờ con đường đấy là bằng phẳng cả. Và người ta thường nói là mục tiêu càng cao thì những cái trở ngại, những cái khó khăn là càng lớn. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là sau Napoleon Hill khoảng vài chục năm thì có một nhà cũng diễn thuyết, một diễn giả rất giỏi là Jack Canfield. Thì ông cũng đưa ra một loạt là các nguyên tắc để thành công. Thì cái nguyên tắc số 1 của ông ấy lại là cái nguyên tắc là tự chịu trách nhiệm 100% cho chính mình. Thì cái điều này rất là quan trọng, bởi vì là mỗi một cái khó khăn thì đấy chính là cái cơ hội để chúng ta học được những bài học, học những kinh nghiệm. Và sau khi học và vượt qua nó thì lúc này chúng ta lại bản lĩnh hơn để mà chúng ta có thể là đi được đến đích cuối cùng. Chúng ta đã nghe đâu đó rằng là muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh. Nhưng với tác giả, muốn thành công cũng phải đấu tranh. Tức là nếu như chúng ta gặt hái được thành công ở một vị trí nào đó mà không thông qua đấu tranh thì đó không phải là một thành công bền vững. Rõ ràng trong cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn. Rất nhiều những cái trở ngại, rất nhiều những cái khó khăn thì không cần còn là đấu tranh nữa, mà chúng ta, mỗi con người để đạt được thành công chúng ta phải là những chiến binh, chúng ta phải là chiến đấu. Thế thì là tại sao là khi mà chiến đấu thì khi đạt được thành quả thì chúng ta mới thấy cái thành quả đấy nó là bền vững. Có một cái hình ảnh như này, chúng ta thấy là trong thể thao, mỗi khi vượt qua được cái khó khăn, mỗi khi vượt được qua cái địch thủ lớn thì những vận động viên đều ăn mừng rất là sung sướng. Thì cái sung sướng của họ không phải là giành được huy chương vàng mà họ đã vượt qua được cái khó khăn. Hoặc là chúng ta thấy rất rõ, nếu như bây giờ đội tuyển Việt Nam mà thi đấu đội tuyển nó rất yếu thì có thể là chúng ta thắng được nhiều bàn nhưng các cầu thủ sẽ không có những màn hò reo ăn mừng như là vượt qua những cái đối thủ lớn được. Trong cuốn sách này, ở nguyên tắc vàng cuối cùng, bằng sự chiêm nghiệm của bản thân thì tác giả cũng đúc kết được rằng là không có thành công nào có thể duy trì mà không dựa trên nền tảng chân lý và công lý. Nghe thì có vẻ hơi trừu tượng một chút, vậy thì anh có thể giải thích làm sao để độc giả có thể hiểu được một cách đơn giản hơn những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải được không ạ? Có thể nói là cái thông điệp cuối cùng của tác giả là rất bất ngờ và thú vị. Bản thân là bất ngờ với cả chính tác giả. Suốt từ đầu quyển sách thì tác giả liệt kê ra là 15 nguyên tắc để thành công. Và tác giả nhấn mạnh là đấy, cứ muốn thành công là theo đúng 15 nguyên tắc này kiểu gì cũng thành công. Nhưng đến khi là tác giả nhận được cái bức thư của một giáo sư Harvard, ông giáo sư này ông rất là ngưỡng mộ tác giả. Thế nhưng mà ông chỉ viết đúng một câu mà làm cho tác giả rất là sực sốt và ngạc nhiên. Đấy là có rất nhiều người theo 15 cái nguyên tắc đấy, người ta rất giàu sang, nhưng người ta lại chết đói trên chính cái sự giàu sang đấy. Và lúc này tác giả mới nhận ra rằng là 15 nguyên tắc đấy không đủ thành công, mà phải còn một cái yếu tố rất quan trọng nữa. Đấy là phải làm giàu, phải thành công trên cái sự chân chính và chân lý. Trước tiên chúng ta muốn nói là chân lý đây, chúng ta hiểu là về mặt pháp luật đã. Nếu như ấy, một người mà mải miết làm giàu, vươn tới sự thành công nhưng không tuân thủ luật pháp, rất có thể, chúng ta chứng kiến rồi, nhiều người tích lũy được tài sản rất lớn nhưng lúc này người ta lại không được hưởng thụ vì người ta lại phải vi phạm luật pháp nên người ta phải ở trong tù đấy. Hoặc là lớn hơn nữa, đấy là có những người là người ta kiếm tiền bằng những cách mà không chính quy, mà chúng ta thấy rồi là trong vũ trụ hiện nay là duy trì một cái luật gọi là luật nhân quả. Cái luật này không phải là thuộc về một cái tôn giáo nào cả, mà được là từ đạo Phật, thậm chí đạo Hồi hoặc là kinh thánh cũng đề cập đến cái luật của vũ trụ này. Qua những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là không có thành công hay thất bại nào là mãi mãi cả.
khi gặp thất bại thì chúng ta hoàn toàn có thể buồn chán, có thể thất vọng, nhưng hãy nhanh chóng sốc lại tinh thần, vượt qua những giai đoạn khó khăn đó để không ngừng nỗ lực vươn lên, phấn đấu rèn luyện bản thân và tìm ra con đường thành công cho riêng mình. Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ của anh Chu Tuấn Anh trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn MC Hà Linh, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi cũng ra chủ lời kết của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.